khăm nha. À dù dầm khăm là kha lời khơi đúng không? Để xẹt khe để bàn khang đồ khô đặt ra. Ở chỗ khô đặt ra. Lời nói đầu tiên xin cho nhóm vừa đẹp Vũ Thu Phương gồm các thành viên như sau: người đẹp Bikini, người đẹp Đông Đông và người đẹp Minh Tuyết, Ngọc Nhi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đó thì hôm nay là ngày thứ mấy nè Tuyết ơi? Hôm nay là ngày 30 tháng 6 nhưng một cái ngày rất là đặc biệt, cuối tháng 6 luôn nha mọi người. Hiện tại thì nhóm Vedette Vũ Thu Phương đang có mặt tại 96A Trần Hưng Đạo, quận 1, tại nha khoa Thiên Sứ Dentist. Đó, hiện tại thì hôm nay là khai trương của anh Hoàng nha. Thì nhóm tụi em đang có mặt tại Trần Hưng Đạo thì đến đây gặp các khách hàng mà đã làm răng Thiên Sứ đó mọi người. Và mọi thì... người cũng đã biết rồi là tất cả những thành viên trong nhóm đều làm răng tại Thiên Sứ nha. Và hôm nay là có dịp nhóm tụi em đã đến dự khai trương với anh Hoàng nha mọi người nha. Đó, hôm nay là một ngày rất là cảm thấy rất là vui và vinh dự vì nhóm của tụi em có mặt ở đây để cùng chung vui với ngày khai trương của anh Hoàng tại một cái địa chỉ mới là 96 Trần Hưng Đạo. Thì mọi người cứ nhớ nhìn đi với tụi em để có nụ cười thiên thần, thì mọi người phải đến với Thiên Sứ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thì cái răng, cái gốc là tóc con người. Thì những anh chị em, cô dì chú bán mình ở gần cũng như xa, thì mình muốn có nụ cười đẹp như là Đông Đông nè, Bikendi nè, Ngọc Nhi nè, Minh Tuyết và Vedette Vũ Thu Phương. Đó, mình tỏa sáng. Đúng mình rồi, sáng chói. Mình tự tin thể hiện cái nụ cười tỏa sáng của mình. Và đã là nắng thì cứ chói chang đi em. Đó, thì bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bây giờ gia đình em chàng vô anh Hoàng liền, chàng vô anh Hoàng liền. Hello chàng. Đó thì bây giờ là tụi em sẽ chuẩn bị đi vô nha. Và hôm nay có nhân dịp là rút thăm trúng thưởng nha. Giải nhất là được một xe cái viên chiên vui vẻ đó. Đó bây giờ tụi em chàng vô. Ủa nghe đồn là được cái iPhone 13 Pro Max mà. Đúng rồi chị, nhưng mà 30 Tết mới đưa. Mưa luôn á. Khai trương mưa tôi mà. Hiện tại thì mắc mưa mọi người nghe giống tấm mưa. Chúng mày mắc mưa ghê vậy. Khai trương mưa tốt. Ê, vô trong quay trong đi mẹ thôi một chút. Không quay gì đâu. Vô rồi. Đi vô, đi vô, vô. Vô kiếm mấy cái miếng hàng. Ok. Vô tiếng. Không có sao vô. Len đúng rồi. Len mặt, len đeo mắt đúng không? Ủa bạn quý mà xuống sắc quá hả? Em đeo rồi. Đó thì hôm nay khai trương thì có sự xuất hiện của DJ BOW 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 BOW. Trời ơi, cái hết hồn luôn mọi người. Đó thì hôm nay thử Bigo. Không mất kêu anh ơi. Thử Bigo của anh đi. Đâu Bigo dưới nè. Ờ, cho lâu Bigo một xíu anh ơi. Đây mọi người sẽ được gặp Hot Boy, Văn Sứ, Minh Tuyết. Hot Boy mà. Ồ quên. Hot Girl, Văn Sứ, Minh Tuyết. Quá đẹp luôn. Hot Girl, người đẹp, Đông Đông. Nhảy đi Đông, chị giữ điện thoại cho, nhảy ra đường chi. Ôi ôi. Đi má ơi. Người đẹp. Dạ.
Ngọc Nhi. Ờ đúng rồi. Đây bây giờ em sẽ dẫn tất cả mọi người đi lên tham quan tiệm trang sứ ha. Hai nha mọi người nha. Lại la lại la. Follow me, follow me. Chị muốn làm cái gì ngồi vô. Em làm găng, ấy lộn em làm găng chị ơi. Chị tên gì vậy em? Em tên Nguyễn Thị Cu Đen. Ấy lộn quên, Nguyễn Tấn Phát. Đây là giới thiệu với đây, mọi người, đây là chủ tịch của nha khoa Thiên Sứ. Không phải nha mọi người nha. Chị Phương bởi vì không có cái răng nhỏ được, chị Phương mới đánh cái răng này. Trời ơi. Ba cái. Cái này giống tù quyền quá hả? Cái này giống tù quyền. Chị Phương phải gắn răng này. Theo như thế mình xài răng sứ nó hoặc là quá quen thuộc luôn đây. Chị Phương đổi tông gắn răng sắt. Rồi rồi. Quá trời rồi, quá trời cái miệng rồi. Đó. Bạc mà. Đó, khi mà mọi người làm răng là có cái máy phơn màu luôn nha mọi người nha. Đó, những anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác đó, mình thích màu trắng thì mình có thể gắn màu sáng. Còn ai thích màu dừa thì mình có thể thích cái màu răng thiệt của mình. Tùy theo tâm da của mọi người và mọi người thích màu răng của chị ơi. Ê, răng này bự quá vậy? Răng trâu. Không, cái này là mẫu thôi em ơi, mẫu cái này là mẫu răng. Cái này là tu nguyệt đó. Đây, nụ cười nè mọi người không? Thấy không? Đó. Có rất là nhiều phơm răng luôn. Răng thỏ nhẹ. Ê trời ơi. Trời ơi đây để hiện với mọi người. Trang Nemo. Dễ thương quá. Em muốn làm gặp răng thì tôi tư vấn cho em coi cái răng em là chọn cái phơm nào đẹp. Ok, em hả? Đâu em cười coi. Em muốn cái gu mà dầm khăm nha. Ai gu dầm khăm là kha lời khơi đúng không? Để xẹt khe để bàn khăn đồ cô đặt ta. Ở chung cô bạc à. Nạc à. Nó chứ Trang thích loại nào nè? Em chị nghĩ là cái nào hợp với em? Chị nghĩ Trang hả? Trang hợp với răng thỏ hơn. Ờ, răng thỏ dễ thương. Đúng rồi, răng thỏ dễ thương. Đúng rồi, xuất sắc. Đó, trời ơi, hôm nay đó. Mọi người dòm đi, bé Trang nè đó. Em ghét mặc đồ nổi lắm. Phải không? Bợt, ghét dữ lắm. Tại vì trời xui đất khiến, mưa. Mấy cái màu mà kiểu nhã nhặn như vậy chứ màu nổi em ghét dữ lắm. Nhã nhặn ghê. Nhã nhặn dễ sợ, nhã nhặn ghê. Đây là nhã nhặn nhất rồi đó. Chắc hết nguyên vàng BD mà kêu nhã nhặn dễ sợ. Đó, chị em mình chắc có bệnh lâu khúc này nè. Thế chứ hello mọi người, xin giới thiệu với mọi người đây. Em của em Trang Nemo rất là dễ thương. Thì hôm nay khai trương thì trời ơi sao Trang... mới kìa. Đúng rồi, đây là cái kênh YouTube luôn hả? Đúng rồi. Ờ mày. Ủa đi đâu vậy? Ủa alo. Alo. Bé Trang ngại nha mọi người nha. Đó, thực sự với mọi người thì hôm nay là nhân dịp khai trương 2 của nha khoa Thiên Sứ Dentist. Đó thì hôm nay tất cả các khách hàng thì những anh chị em bạn bè thân thiết đó khi mà đến đây dự khai trương thì sẽ được anh Hoàng ở đây. Đây. Nhân vật chính. Đây nhân vật chính của em đây, anh Hoàng. Người đàn ông quyền lực. Đó. Và đây là người đàn ông đã mang đến cho tất cả chúng ta nhiều nụ cười thiên thần nhất luôn. Dạ đúng rồi. Đó kìa, Nhi nóng quá kìa anh. Đó thì một chút xíu nữa anh Hoàng cho Nhi mát nha. Hôm nay thì ngày khai trương của anh Hoàng thì anh Hoàng có điều gì muốn nói với tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình ở gần ở xa các kênh YouTube nè. Thì anh cũng mong muốn là ai cũng như cậu muốn làm răng thì liên hệ với anh. Em trao nụ cười tới cho em muốn làm răng. Coi mong muốn của anh thiết thật ghê. Không, nhìn anh cái em muốn làm răng là cái thứ nhất, cái thứ hai em muốn làm gà luôn. Dạ đúng rồi, em muốn làm gà với anh luôn. Đó thật sự thì hôm nay thì anh Hoàng rất là sáng chói luôn, mọi người thấy không? Ngày khai trương nhưng mà mưa phước phước, người ta nói sao? Có nước thì có tiền nha đúng mọi người rồi, nha. Đó thì ngày hôm nay thì cũng xin được thay mặt cho nhóm xin chúc cho anh khai trương thật là hồng phát và chúc cho anh sẽ ngày càng mở thêm thật là nhiều chi nhánh của nhà khoa Thiên Sứ Dentist. Chúc mừng anh Hoàng khai trương hồng phát nha. Đó thì hôm nay thì có sự hiện diện của Đông Đông nè. Dạ đúng rồi, đây là team đăng sứ luôn thật sự thì đó mọi người thấy không? Đăng sứ luôn đó. Năm chị em đó nè. 1 2 3 ơi. Quá đẹp đó. Thì hôm nay khai trương thì anh Hoàng phục vụ cho tất cả mọi người là buffet bánh nè, buffet đồ ăn, nói chung là tất cả các món ăn ở dưới luôn. Thì một chút nữa khách hàng làm răng vô mình sẽ được. Chị thấy hình như có buffet chai nữa. Ê, hình như hồi nãy có tên em trong đó rồi chú Út Thâm trúng hưởng gì vậy anh? Đúng rồi. Ôi. Ôi anh Hoàng chi khủng. Anh Hoàng chi khủng quá. Anh ơi, bộ răng 200 triệu là anh ơi, bộ răng 200 triệu là nó sai này đúng không anh? Ôi trời. 200 triệu. Quá gì? Kệ nghe anh nói chưa? Giải thưởng tổng tổng 350 triệu. Tổng giải thưởng nha khoa Thiên Sứ đang tiếp hôm nay 350 triệu. Trời ơi, khai trương kìa. Cái răng này là 150 triệu nè. Chuẩn động rồi. Anh Hoàng tôi về nhất chuyến này rồi, nói chứ chúc cho anh khai trương hồng phát nè. Nhiều anh chị, cô dì, chú bác mình ở gần ở xa, trong nước và ngoài nước, khi mà mình mặc cảm về bộ răng không được đẹp thì mình hãy liên hệ với anh Hoàng. Thì mình cứ nói bách quật của Vũ Đô Phương thì anh Hoàng sẽ bớt 99% nha. Đó thì anh còn Hoàng là, còn lại là anh lấy Hoàng lấy cái duyên. Tại anh Hoàng là làm răng thì
vì đam mê, nói chung là vì đam mê. Tiền bạc với anh nó mới quan trọng thiệt, nhưng mà quan trọng là khách hàng phải đến dù vì cái tâm đặt vô. Dạ đúng rồi, cái dịch vụ làm răng trả góp đúng không anh? Dạ có đầy đủ luôn. Đâu dịch vụ làm răng trả góp nữa nha, ai có làm hai làm răng tụi làm răng một, nếu như là 100% mọi người có thể là góp 50%, đưa 50% trước cũng được. Đúng rồi, thấy chúng ta có thể góp vài triệu để cho có được cái hàm răng sứ đẹp với như mọi người mong muốn và ước mơ á, thì hãy đến Thiên Sứ nha mọi người nha. Thì bây giờ dụ mà có khách hàng mà ở gần ở xa, khi mà muốn liên hệ với anh á, hoặc là nhờ anh tư vấn, hoặc là có ai để mà tư vấn cho khách hàng, là mình nói lại số điện thoại được không anh? Được. Dạ bây giờ anh đọc số điện thoại giùm em. Điện thoại của anh là 0933 0933 220123 220123. Vâng, một lần nữa đọc lại 0933 2201 33. Đó, số quá đẹp giống vậy nha. Đẹp luôn. Và bây giờ thì em với lại cả nhóm cùng anh Hoàng đi xuống dưới để mà giao lưu với lại khách hàng. Mình phải đi tham quan nữa. Đó, mình giới thiệu cho mọi người biết là ở tại nha khoa Thiên Sứ Dentist thì các cơ máy và nói là các công nghệ hiện đại tân tiến như thế nào, thì mời mọi người thôi. Vậy bây giờ anh Hoàng đi, sẵn tiện đây anh Hoàng dẫn tụi em đi tham quan đi. Đúng Hoàng rồi đó. Bây giờ ai muốn tham quan Hoàng nè, vô trước đi. Rồi vô trước đi, đồ đi, cởi đồ vô trước đi. Gì má, thăm găng mà cởi đồ gì? Sao bà nói kêu tham quan Hoàng? Ý là tham quan. Ôi trời. Đi bé Ngọc. Ý em gái gì? Anh ơi, anh làm răng luôn đúng không anh? Ôi trời ơi, ông xã ơi. Trời ơi, bởi vì gặp trai cái cảm ơn luôn. Trời em run quá à. Lâu ngày dạ đúng rồi. Cái nết của nó lại vậy. Mọi người hãy đến phòng và nha ba cũng chào mọi người nha. Dạ. Đẹp quá. Mọi người vậy mặt kìa. Mọi người thấy không? Đó. Đây mọi người. Em chỉ việc vô đây em nằm xuống thôi, rồi mọi thứ để anh lo. Trời ơi ui, đó, phải chạy nước miếng. Thôi bây giờ chuẩn bị lên lầu 2, trời qua quá trời luôn nè. Trợ lý của anh. Dạ, trợ lý của anh Hoàng đây. Chị Ngọc nha, rất là dễ thương và rất là duyên dáng luôn. Khi mà mọi người xem quen kênh YouTube của em rồi thì sẽ biết chị Ngọc. Đó, quăng miếng với em đó mọi người. Đúng rồi đó. Có không? Ừ, hồi kỳ chị kêu em là anh đó, nhớ không? Em xỉu 8 ngày 8 đêm đó. Quá trời. Em nhỏ xíu mà chị chờ. Chị kêu mình lịch sự mà. Không, nhưng mà em nó nhỏ hơn mình. Bé. Bé hả? Cưng, cục cưng của chị. Ơi. Ủa, cảm ơn cô. Ok anh, chụp đi anh. Chụp đi, nguyên nhóm mình chụp nè. Đó, team Thiên Sứ nha mọi người nha. Anh chị em nào mình muốn có bộ găng đẹp thì mình hãy liên hệ anh Hoàng. Team anh Hoàng, team Thiên Sứ Mãi Đỉnh. Vô anh. Anh đứng dính giữa đi. Đó, đúng như anh là chị trụ cột của tụi em vậy đó. Đó, cứ vô anh. Đi từ từ nha, chút cái súng qua nha. Ủa, trời, cái điện thoại, quên. Thơm nha. Có chụp áo không vậy anh? Có áo không vậy? Có nha. Tên em. Thank you. Rồi, cảm ơn Hoàng nha, cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm nay là được tất cả các anh YouTube nè, kênh của Thu Vương Cá Viên Chiên nè, kênh của Đen Trăng Sáng, kênh của Tàn Quay Láo, kênh của Loto LGBT và kênh của Sức Sống Mới. Đó, thì hôm nay rất là được may mắn được nhận lời mời khai trương của anh Hoàng. Thì giờ chúc cho anh khai trương Hồng Phát và mở thêm nhiều chi nhánh Thiên Sứ hơn nữa. Thì ở trên lầu 2 là gì anh Hoàng? Cũng giống vậy luôn. Thôi bây giờ dẫn khách dẫn rồi, dẫn khách đi tham quan luôn ha. Đó, mọi người thấy không? Đó, anh Hoàng đầu tư nè, cho ra một cái nha khoa Thiên Sứ rất là bắt mắt, rất là đẹp, rất là sang trọng nghe. Hello tình yêu. Dễ thương quá. Đồ khách hàng ai cũng đẹp á mọi người ơi. Những người không đẹp á, mình vào Thiên Sứ là mình sẽ đẹp. Và những người đã đẹp rồi, mình vào Thiên Sứ mình đẹp hơn nữa. Đẹp gấp 10 lần, gấp 100 lần luôn. Để đẹp làm cái nỗi mà 10 điểm. Chặt bà Trang cho tôi. Đẹp 10 điểm. Bà Trang bữa nay mới bủng nguyên một đầm cam. Mà chặt nguyên một nhóm BD. Được rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không có kịp chỗ để làm đúng không? Rất là nhiều tầng luôn ha. Cho nên là mình cảm thấy rất là thoải mái khi đến đây luôn. Mình có thấy mấy tầng lên quen. Trang trí và nó là mọi thứ đều rất là đẹp và sạch sẽ luôn. Đó nha. Mới toanh. Dạ đúng rồi, nha khoa Thiên Sứ Dentist là gồm có 3 tầng nha mọi người nha. Đó, khi mà mọi người đăng ký làm răng là sẽ được nhân viên của anh Hoàng tư vấn nè, sẽ hẹn lịch. Hẹn lịch là khi mà mọi người đến mài găng hoặc là đo khung, đo ni, đóng dài giống như là bộ răng hoàn chỉnh. Khi mà mọi người không vừa ý thì mọi người có thể nói với lại những anh chị y tá bác sĩ ở đây để mà thích răng thỏ hay là phong răng sao. Tức nói chung là rất là nhiều kiểu và nhiều mẫu. Tại vì răng mà mỗi người hợp kiểu này, mỗi người hợp kiểu kia. Đó, thì mọi người thấy cái nụ cười của nhóm Vedette Vũ Đô Phương là đều là anh Hoàng hết nha mọi người nha.
Dạ. Là điều nhờ đến anh bạn tay mát tay này mang đến tay. Người thiên thần cho tất cả mọi người cảm thấy và nói là tự tin hẳn hơn khi mà mình mở nụ cười lên mình cười mình không dạ, đúng e ngại và cảm thấy mắc cỡ khi mà mình không có hàm răng đẹp đó. Đúng rồi, thì bây giờ tụi em chuẩn bị tràn xuống dưới nữa để mà nghe anh đánh DJ để mà quẩy quẩy nè một chút xíu nữa là sẽ có chương trình bốc thăm nha. Đâu rồi, nè, hôm nay anh Hoàng chơi lớn nha mọi người nha. Anh tới Hoàng số tài là lên đúng không? 350 triệu phần quà đó mọi người nha. Giá gì? Trị đó. Nói gì nói chứ em bị gớt cái số của em rồi. Phải không? Ừ. Chút lấy số mới. Vậy là chị tới số rồi. Nếu mà chị gớt cái số là chị đó, tới số. Đó rồi.